Mình vẽ gì để thư giãn? Một trong những thứ mình cực kỳ thích vẽ là bánh ngọt. Vừa nhiều màu sắc lại vừa tươi sáng, ngoài ra thì mình cũng thích vẽ trái cây và các loại thức uống đẹp. Nhiều bạn sẽ thích vẽ phong cảnh hoặc vẽ tranh theo Stan Ghibli chiều chiều hơn. Mình cũng thích Stan đó nhưng vẽ lại là một chuyện khác. Kiểu mình muốn tìm một thứ có thể vẽ không cần suy nghĩ nhiều và mình chọn các loại đồ ăn, đồ uống ngọt. Vừa luyện khả năng tô màu cho vật, vì kết cấu đồ ăn sẽ có độ bóng, hình khối và cả độ xốp của chất liệu nữa. Một loại vẽ khác giải trí của mình đó là vẽ trang phục để tập vẽ các mảng, nếp gấp hoặc hoa văn trên trang phục. Nhưng chủ yếu mình vẫn là tập tô màu nhiều hơn để tả được chất liệu đẹp hơn ý. Bởi vì nếu chỉ tập trung vẽ nhân vật mãi cũng chán, nên đôi khi mình sẽ đổi gió để vẽ những thứ khác cho giải trí. Còn chủ đề yêu thích khi vẽ của bạn là gì? Bạn nghĩ rằng bạn sẽ vẽ gì để thư giãn khi rảnh rồi nhỉ? Còn bình thường thì...